Đây là nông cơ Vũ Văn Bự nha. Bữa nay thấy mấy máy này, mấy em nó ghi số hết ha. Như con này là con 3T74 ha, răng ma hả, 3T74 nè. Rồi con này con gì đây ta, e nó bị mờ rồi, Isaki gì đây nè, E3A. Ô mấy số nó mờ hết rồi tụi bay ơi. E3A61 hả, E gì ơi nó mờ hết rồi, 3T78, HL16A, Isaki 24, à, 3T63, 3T63 nè, đẹp quá. Ô con này bị bể nắp lóc rồi. Con này gì đây, 3T3 cái gì đây, e gì đây, không thấy gì. Nghe 3T63 Isaki. Mờ hết không thấy gì hết. Này phải lấy sơn viết lên thì mới được, viết xóa. Viết xóa viết trực tiếp lên lóc luôn. 3T72. Cái này mua cái viết xóa, viết trực tiếp lên lóc luôn Tâm ơi. Tâm, cái này phải lấy viết xóa, viết trực tiếp lên lóc luôn, chứ còn không là nó bay. Mà đứa nào dậm sơn nhìn thấy ghê vậy hả? À, để y vậy chứ ai mà dậm. À, để nguyên zin vậy luôn. À, à đuổi về hả? Đổ việc hay quỷ việc? Lấy cái viết xóa viết vô 3T63 7D722, 3T68 L3C D622 662, 3T68 E393. L3C 0722 LC 3, 3T72, 3T68, Isaki 24. Ba T sáu tám, ba T tám mươi. Ba T sáu tám.
3T84 3T68. Đó, đây là nông cơ Vũ Văn Bự các bạn nha. Các bạn nào muốn mua thì alo với ông chủ nha. Rồi, mến chào các bạn.